Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hoàng. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước mua cây vợt hot nhất, cây vợt Pickleball hot nhất. Đó chính là cây vợt của Adidas Metabon này. Đây ạ, đây các bạn đã thấy, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Ở trang web này thì đây là một trang web chuyên về vợt rất là nổi tiếng và rất là lớn tại Mỹ. Đây ạ. Thì các bạn thấy ở đây sẽ có bán cả những chiếc vợt mới và những chiếc vợt đã sử dụng, nghĩa là chiếc vợt cũ rồi ấy, và được trang chỉnh hay được sửa lại để bán, được gọi là vợt đã sử dụng. Thì ở đây chiếc vợt mới thì ở web nào cái cây vợt này cũng sẽ đều bán giá 259,99 đô, và nếu như mà đã qua một lần sử dụng thì nó sẽ có giá 234,95 đô. Thì tùy các bạn sẽ lựa chọn để mua. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn săn xe và mua cây vợt này. Hiện tại ở trên trang web này mình có cốt giảm giá thêm cho cây vợt này, do vậy thì khi mà về tay cây vợt này rất là rẻ, chỉ có hơn 6 triệu về tay, 6 triệu 7 gì đấy, hơn một chút về tay cộng mấy cân nữa thôi, thì một cây vợt này cùng lắm là 2-3 lạng thôi các bạn. Đó, rất là rẻ. Bình thường cây vợt này ở những trang web khác đang hết hàng, hầu như là các trang web khác đều hết hàng, và họ hiện tại ở Việt Nam họ bán giá hàng chính hãng nha các bạn. Mình đang nói đến hàng chính hãng bởi vì bên mình cũng chỉ mua hàng chính hãng thôi. Thì họ bán rất giá rất là cao. Về Việt Nam ít nhất cũng phải tầm 7 triệu rưỡi đến 8 triệu, và có người bán đến 9 triệu. Đó. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn mình có thể mua được cây vợt này với giá tốt hơn rất là nhiều để cho các bạn về sử dụng hay là buôn bán. Thì bây giờ mình sẽ, đây là cây vợt mình muốn giới thiệu. Đây là cây vợt hot nhất thì hầu như ai cũng đã biết rồi đúng không ạ? Ở đây thì sẽ có tặng thêm cái túi cùng hãng Adidas với trị giá là 25 đô nếu mà các bạn mua cây vợt này. Và mình sẽ mua cây vợt mới nha các bạn, không mua cây vợt đã qua sử dụng. Cây vợt mới thì các bạn click vào đây. Ở dưới này sẽ có mô tả về sản phẩm nhá, thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhá, có cả đánh giá này. Mình sẽ cho vào giỏ hàng. Hiện tại cây vợt này ở Việt Nam ấy, họ bán thấp nhất là 7 triệu rưỡi. Ngoài ra thì sẽ là từ 8 triệu đến 10 triệu nha các bạn, chứ không có rẻ hơn đâu ạ. Mình sẽ bỏ cái sản phẩm này ra. Sản phẩm này mình cho vào trước đó. Đây ạ, hiện tại cây vợt này mình sẽ được có cốt giảm giá thêm 10%. Chỉ còn có 233,99 đô thôi, rất là rẻ. Và mình sẽ được tặng thêm một cái túi Adidas như thế này để đựng. Đó, rất là hời đúng không các bạn? Đây các bạn order về sẽ rất là rẻ bởi vì mình đã được giảm những 26 đô. Đó. Đây là cây vợt hot nhất mà về tay thì sẽ chưa đến 7 triệu đâu các bạn. Đó, thì các bạn có thể xem qua. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua. Vừa nãy thì mình đã hướng dẫn các bạn cho vào giỏ hàng, và đây hiện tại nó đang ở trong giỏ hàng. Thì mình, các bạn có thể kiểm tra sản phẩm của mình ở đây. Đây là quà tặng kèm nhé, nó sẽ đi cùng với giỏ hàng các bạn luôn. Bạn kiểm tra tổng số tiền này. Đó. Đó. Đơn hàng của mình đã được free ship nha các bạn. Sau khi kiểm tra thành công thì mình sẽ, nếu các bạn có các phương thức thanh toán nhanh thì các bạn có thể click vào đây để chuyển qua, ví dụ PayPal thì sẽ thanh toán rất là nhanh. Nếu các bạn không có thì mình sẽ tiếp tục check out. Đến mục này thì sẽ có thông tin ship. Đây ạ. Các bạn cần có một số điện thoại này. Các bạn cần phải có một địa chỉ ở Mỹ thì mình mới có thể mua cái sản phẩm này về Việt Nam nha các bạn, chứ không có mua trực tiếp thẳng từ trang web này về Việt Nam đâu ạ. Nếu mà mua thẳng như thế thì web cũng không cho, hoặc là nếu cho thì mình cũng không nên mua, bởi vì như thế thuế họ cộng phí rồi thuế các thứ lên cao hơn rất là nhiều. Còn nếu các bạn cần phải có một địa chỉ ở Mỹ thì các bạn sẽ được free ship ở nội địa Mỹ ạ. Thì mình cần phải có một địa chỉ ở Mỹ. Bây giờ mình sẽ điền. Đó, sau khi điền địa chỉ thành công thì mình đã được free ship ở Mỹ nha các bạn. Đó, tiếp tục là đến thông tin thanh toán. Thì các bạn cần phải có một chiếc thẻ thanh toán online quốc tế. Và đây là những chiếc thẻ mà đáp ứng yêu cầu của web. Và nếu các bạn không có chiếc thẻ như thế này thì mình cũng không thể thanh toán. Hay là nếu các bạn không có PayPal thì mình cũng không thể thanh toán.
Đó. Nếu các bạn có thẻ thì các bạn chỉ cần điền thứ tự ở đây là xong. Sau đó mình sẽ ấn tiếp tục mua hàng ở đây thì là đơn hàng sẽ thành công. Rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Vậy là điều kiện để các bạn có thể mua được những sản phẩm này từ Mỹ về Việt Nam thì các bạn cần phải có một địa chỉ ở Mỹ và một chiếc thẻ thanh toán online quốc tế hay là PayPal. Và nếu các bạn không có những cái trên mà vẫn cần mua những cây vợt Adidas chính hãng từ Mỹ về Việt Nam để sử dụng hay buôn bán với giá tốt như thế này thì các bạn có thể liên hệ với USA Sport các bạn có thể liên hệ với Beauty 365. Beauty 365 sẽ hỗ trợ các bạn săn sale và mua cái cây vợt Adidas này từ Mỹ về Việt Nam cho các bạn sử dụng hay là buôn bán. Link của Beauty 365 mình sẽ để ở dưới mô tả của video này. Khi các bạn ấn mua hàng ở đây xong thì sẽ có một cái mail xác nhận đơn hàng gửi về cho các bạn, thì đấy gọi là bill on. Bất cứ mua trên web hãng hay web nào thì các bạn sẽ đều nhận được cái bill on như vậy. Các bạn có thể gửi cho khách hàng của mình để có thể yên tâm rằng là chiếc vợt các bạn mua từ Mỹ và Việt Nam này là chính hãng. Đó, được giảm giá 26 đô và được tặng thêm cái túi về tay chỉ 6 triệu 7 nhích một tí cộng cân thôi. Về tay thì cũng rất là rẻ so với thị trường ở Việt Nam đang bán bây giờ. Mình đang nói đến hàng chính hãng nha các bạn, còn những cái mặt hàng khác thì mà cũng là cây vợt này họ bán rẻ hơn là hàng gì thì mình cũng không biết. Mình chỉ đang nói đến hàng chính hãng thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Ở trang web này ngoài ra thì sẽ bán rất là nhiều những cái hãng vợt khác. Đây ạ. Đây ạ, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Có rất là nhiều các hãng vợt bán ở đây thì các bạn có thể lưu web này lại để mình có thể săn sale thêm. Ngoài ra thì họ ở đây sẽ bán cả bóng và rất nhiều những thứ khác set cho người mới bắt đầu chơi. Đấy, thì các bạn đều có thể mua được tại đây. Shop này, trang web này là chuyên về vợt rồi những bộ cho bộ môn pickleball này. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye.